Bản tin kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là ông tổng thống của Ukraine, ông Zelensky vẫn tiếp tục khẳng định rằng là Ukraine sẽ tái chiếm lại bán đảo Crimea. Như hiện nay mình biết rằng là cái cuộc phản công của tầm phản công của Ukraine nó, nó đưa tới một cái kết quả mình người ta gọi là chậm chạp hay là kém hiệu quả đó thì từ đó nó đưa ra nhiều cái nhiều cái quan ngại đối với các đồng minh mà đang viện trợ cho Ukraine và cũng từ đó nó xuất hiện ra nhiều cái ý kiến tiêu cực nói rằng là thôi Ukraine nên chấp nhận cái chuyện là mất lãnh thổ để mà đổi lại cái việc hòa bình cái với lại cái tư cách trong thành viên của NATO. Thế nhưng mà theo Reuters đã đưa tin ngày 20 chiều ngày 23 tháng 8 vừa rồi thì ở Kyiv có một cái hội nghị chuyên đề về bán đảo Crimea được tổ chức do ông Zelensky chủ trì đó thì tại cái hội nghị nhà, chuyên đề như vậy thì ông Zelensky vẫn tiếp tục đưa ra một cái cái nhìn lạc quan về cái khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Ông nói rằng là ông vẫn thề rằng là quân đội Ukraine sẽ lấy lại cái bán đảo Crimea đã bị Nga lấy và sát nhập năm 2014 đó. Và sau đó ông còn vẽ ra những cái tương lai kinh tế sáng lạn của cái bán đảo này. Ông nói rằng là một khi Crimea mà đã trở về với lại Ukraine đó, thì nó sẽ là một trọng điểm kinh tế của đất nước Ukraine nhưng mà nó cũng sẽ là một cái phần quan trọng của kinh tế của thế giới rồi sau đó ông lại khoe rằng là ông đã ký những cái văn bản đầu tiên với nhiều cái công ty trong cái việc là sẵn sàng để mà một khi đã giải phóng được Crimea thì họ sẽ bắt tay vào cái chuyện là thứ nhất là khôi phục hay là phát triển cái bán đảo nó trở thành một cái nơi cái gọi là kinh tế tốt đẹp thế thì như chúng ta nói trong cái bối cảnh mà có nhiều cái ý kiến rất là tiêu cực về cuộc chiến, về cuộc phản công của Ukraine mà ông Zelensky đưa ra những cái những cái tuyên bố như vậy có phải là là một cái sự gọi là dối mình, đang lạc quan quá đáng hay là ông có một cái kế sách gì, một cái phương pháp gì mà ông tin rằng là quân đội Ukraine có thể thực hiện được cái điều đó? thì chúng ta nhớ lại trước đây đó các ông bộ trưởng quốc phòng của của Ukraine đã minh định một cái điều là ukraine sẽ nhắm tới cái chuyện là cho nổ cái cây cầu cớt là một tấn công crimea là hai để mà tái chiếm nó là hai đây là hai cái mục tiêu mà họ nhất định là họ phải làm cho được thì thôi rồi chúng ta cũng nhớ lại là một cũng chỉ trước đó một ngày hay hai ngày thôi thì quân đội của ukraine cũng đã đưa ra và tuyên bố rằng là trong một vài ngày thời một vài ngày sắp tới đó, thì họ sẽ tấn công vào crimea thì thưa quý vị đùng một cái vào sáng thứ năm đầu rồi vừa rồi đây thì đã tin từ ở bên Ukraine đưa về đã cho thấy rằng là chính quân đội tức là bộ, bộ binh của 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 Ukraine đã đổ bộ vào Crimea thì cái tin tức như vậy cho tới giờ phút này chúng ta không có được nhiều và cũng có, chưa có thì giờ để kiểm chứng nó là sự thật hay là không mình không biết là tấn công sẽ tấn công như thế nào mà sau đó thì nhanh chóng đẩy lui và rút lui ra làm sao thế nhưng mà những cái tin như vậy nó cho thấy rằng là dường như Ukraine đã có hẳn một cái kế hoạch mà họ nhắm chỉ có nhắm vào Crimea với lại cây cầu cớt làm trọng điểm như chúng ta đã từng phân tích đó. Bởi vì rõ ràng nếu như mà họ giải phóng được Crimea hay là phá vỡ được cái cây cầu cớt là một cái mặt trận của Nga ở Ukraine nó sẽ có nhiều biến chuyển bất lợi ngay lập tức và Ukraine sẽ thừa thắng xong lên. Thì cái luận điểm này giống như hình như cũng đã được là tòa bạch ốc của Hoa Kỳ đồng ý cho nên mình mới thấy là ông cố vấn Sullivan mới tuyên bố với báo chí của Hoa Kỳ nói rằng là ông không tin rằng là cái chuyện phản công của của Ukraine nó đi vào cái chỗ bế tắc vào cái ngõ cụt mà rõ ràng là họ còn đang đang đạt được nhiều cái thắng lợi ở những cái vùng đông nam của của Ukraine những cái mặt trận ở đó là họ vẫn tiếp tục thắng đấy chứ Tuy nhiên thì ông lại không nói tới cái chuyện mà riêng Crimea hay là cây cầu khớp. Và sau đó thì ông đưa ra một cái khẳng định rằng là Hoa Kỳ vẫn cứ tiếp tục sẽ viện trợ và giúp đỡ cho Ukraine cho tới ngày chiến thắng. Thì mình thấy hình như là ông Tổng thống Biden với lại những cái cố vấn của ông đã có một cái niềm tin rằng là Ukraine có khả năng lấy được Crimea, Crimea và có thể có khả năng chiến thắng ở mặt trận này thì mình cũng hy vọng rằng là cái sự tin tưởng của họ nó nó có một cái một cái cơ bản đáng tin cậy chứ không phải là một cái sự hy vọng mà xua và chúng ta trở lại với một cái bản tin của Hoa Kỳ đó là chuyện là ông Trump đã không tham gia vào cuộc tranh luận mà ông còn tìm cách làm lu mờ cái cuộc tranh luận đó thì chiều ngày 23 tháng 8 chúng ta biết rồi, cái cuộc tranh luận đầu tiên dành cho những cái ứng cử viên của bên Cộng hòa ra tranh chức vụ tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 nó được tổ chức lần đầu tiên. Thì người ta nói rằng là trong cái trước cái buổi phỏng trước cái buổi mà tranh luận như vậy thì có năm cái ứng viên Cộng hòa khác đã bị loại, không cho được không được phép tranh luận là bởi vì cái tỷ lệ của họ nó ít ỏi quá, nó không đáng để mà để mà được tranh luận mà năm cái người này thì hầu như là những cái tên nhân vật nó không có tên tuổi gì cả cái người mà có lẽ mình biết được đến gọi là sơ sơ là cái ông thị trưởng của thành phố miami thuộc từ, từ bang florida mà thôi thì đúng như người ta dự đoán tám ứng cử viên cộng hòa ra, tham gia vào cái buổi tranh luận đầu tiên này đó vì không có ông trump cho nên họ mới phải quay qua họ tấn công nhau cái điều đó là cái điều mà người, như chúng ta nói là họ đã 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 thấy trước và bây giờ nếu như mà để mà có một cái kết quả đánh giá đó, thì người ta tóm tắt như thế này có lẽ là hai cái ứng cử viên là thứ nhất là bà Mickey Haley với cái là ông Ron DeSantis là hai những ứng cử viên có lẽ là nó có gọi là nổi trội hơn cả nổi trội tôi không chữ chả phải là nổi bật trong khi ngược lại đó ba cái ứng cử viên thứ nhất là ông Chris Christie này ông đó là ông cựu thống đốc của New Jersey đó rồi ông Asa Hutchinson này ông thống đốc này rồi ông thống đốc Douglas uh, Burgum thì là những cái người mà có lẽ là thua thiệt bởi vì họ bị la ó nhiều quá với lại họ không có đưa ra được một cái luận điểm nào nó xác đáng nó, nó nổi bật cả thì như chúng ta cũng đã nói một cái cách nói chung đó bởi vì cái cuộc tranh luận này nó thiếu đi ông Trâm và thì người ta phải công nhận rằng nó thiếu đi cái sự hấp dẫn thích thú của nó rồi mà hơn nữa cái cuộc tranh luận này nó lại còn bị lu mờ là bởi vì hình như nó bị ông Trâm cố tình phá đám chuyện nó như thế nào thì cũng vào ngày 23 tháng 8 đó thôi thì ông Trâm đã dành cho ông Cao Sơn tất tức là cái ông ngày xưa làm cho Phúc Niêu nhưng bị sa thải một cái buổi phỏng vấn riêng mà trong cái buổi phỏng vấn đó, đó thì ông trâm mình thấy ông nhắc lại cái chuyện là ông không có dạy gì mà ông ra cái tranh cử ở, bởi vì cái nơi đó có những người không đáng không nên ra tranh cử bởi vì họ thua tôi tới năm sáu tục điểm thì, thì ra tranh cử làm cái gì và tôi ra đó làm cái gì để cho những người không đáng tranh cử như vậy tấn công tôi không dạy như vậy và có một cái điều là cái sau đó cái ông tất đó. Ông lại post lên cái trang mạng Twitter tức là bây giờ gọi là X trang mạng X chỉ có một ít phút trước khi mà cái cuộc tranh luận nó bắt đầu. Mà thưa quý vị, trong cái đoạn video mà ông tung lên clip cái mạng xã hội như vậy trong vòng 4 tiếng thôi nó tới 100 triệu người xem. 100 triệu trong vòng 4 tiếng kể từ khi nó post lên thôi. Đây là một con số nó quá kỷ lục. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không biết được là 100 triệu đó thì người ta xem cái đoạn video phỏng vấn của ông Trump thì nó người ta xem như thế nào. Một vài phút người ta tắt thay là người ta chịu khó xem luôn cả 45 phút chiều dài của cuộc phỏng vấn đó. Thế nhưng mà 100 triệu vẫn là một cái con số nó kinh khủng. Và trong đó thì 438.000 người đưa và bấm vào cái nút like tức là thích thú đối với cái cuộc interview đó trong như vậy thì cho tới giờ này chúng ta thấy rằng là cái cuộc phỏng vấn tranh luận đầu tiên của cái phe cộng hòa đó người ta chưa đưa ra cái con số là sẽ có bao nhiêu người theo dõi cái buổi tranh luận đó nhưng mà mình thấy cả nước mỹ này một một, một trăm triệu người theo dõi cái 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 cái, 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 cái cái buổi tranh luận của ông Trâm vào cái thời giờ mà phát sóng cùng cùng với cái buổi tranh luận kia thì sẽ có mấy người theo dõi cái cái buổi tranh luận đó. Cho nên từ cái chuyện đó mình đã thấy rằng là ông Trâm nó dù vẫn cứ là một cái ngoài cái chuyện là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng cộng hòa thì ông chứng tỏ rằng là ông vẫn cứ là một cái một cái ứng cử viên. Đó nó thu hút được cái giới truyền thông thu hút được cái giới gọi là, 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 là giải trí mà cũng thu hút luôn cả cái cái, cái khối cử tri của hoa kỳ ngay cả những cái người mà không thích ông cũng muốn nhảy ra vô xem là ông ấy nói nhăng nói cuội gì ở trong đó ông trâm thì ông ấy là bắt đầu ông từ cái thành tích đó ông dễ gì ông bỏ qua ông lại đăng trên tài khoản mà cái mạng xã hội của ông là chứ, chút sơ sô đó ông nói rằng là Quý vị biết không 100 triệu người theo dõi từ cuộc phỏng vấn của tôi một cách rất là hãnh diệt và tự hào. Bây giờ thì cái Đảng Cộng hòa người ta ấn định rằng cái cuộc tranh luận thứ hai đó nó sẽ xảy ra vào ngày 27 tháng 9 tại tiểu bang California mình đây. Và trong cái cuộc tranh luận thứ hai này là ông Trump phải có mặt. Không thể là tránh né được nữa. Và cái chuyện những người có có như phải có một cái tiêu chuẩn là 3% người ủng hộ thì mới được tham gia với cái điều kiện này thì chúng ta biết chắc rằng ít nhất sẽ phải có ba ứng cử viên bỏ cuộc thì chúng ta chờ xem cái cuộc tranh luận thứ thứ hai đó nếu nó có ông Trâm thì nó khác cái cuộc tranh luận vừa rồi ngày hôm qua đây nó như thế nào và chúng ta còn một cái phần cuối để đi tiếp sau một vài quảng cáo thương mại sau đây